Con người á có một cái trí huệ vô cùng rộng lớn, có một cái niềm, cái ý chí vô cùng mãnh liệt á, mà không ai á, ma quỷ bục thần không có thể xâm phạm được. Chỉ trừ khi nào mình không nhận biết cái sự vĩ đại của mình, mình để cho mềm yếu đi, mình tin tưởng những điều dị đoan mê tín, mình nghĩ rằng ma quỷ nó hơn mình, lúc đó nó mới có quyền xâm phạm mình mà thôi. Tại mình cho phép nó, mình nói rằng nó hơn mình ok, thấy chưa? Chứ nếu mình không cho phép mà nói tôi không chấp nhận, cứ nói trong tâm mình tôi không chấp nhận, tôi là một người cao quý nhất, tôi có Phật tánh, Phật tánh là cao quý nhất trong vũ trụ này, thì không có ma quỷ nào mà xâm phạm quý vị được. Phật mà còn xâm không được huống chi là ma. Cho nên những cái điều gì đau khổ của quý vị, những cái tẩu hỏa nhập ma của quý vị, những cái tư tưởng bậy bạ của quý vị, những cái sự đau khổ của quý vị, những sự trầm luân của quý vị đều là tự quý vị làm ra mà thôi, không có trách ai hết trơn á. Tôi đừng ngồi đó mà nói ông trời bất công, Phật không có từ bi. Mình tự mình bất công, mình tự mình không từ bi với chính mình, tại mình không hiểu mình là ai. Cho nên bây giờ sư phụ chỉ mời quý vị đến để mà hiểu mình là ai thôi, nếu mà quý vị muốn. Dài ba cái miếng thịt ở trong tô phở đó bỏ đi, thay vào dài ba miếng tàu hũ, chứ có gì đâu mà khó khăn. Ăn chi xương máu của chúng sanh rồi mai mốt nợ vay nợ máu phải trả bằng máu, cái này ai cũng biết, ân oán giang hồ chưa. Mình không muốn người ta cắt thịt lóc da mình, tại sao mình cắt da lóc thịt của người ta chưa, mà mình biết rằng nó đau khổ chứ không phải mình không biết. Thí dụ như quý vị không biết rằng những con vật nó đau khổ thì sư phụ cho rằng được, thì biết chưa, biết không?